Xin chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới nhé. Hôm nay bất ngờ rẽ vào vườn của một bạn, mấy bạn trẻ làm lan rất nổi tiếng ở Đông Lai, Tân Lạc, Hòa Bình. Đấy, đây là tôi đã lọt vào trong rồi. Các bạn xem một đoạn đầu thì tí nữa tôi sẽ quay ngược ở bên ngoài sau. Đây là bạn nick Facebook là Lộc Vịt này. Đấy, rất nổi tiếng. Còn bạn này nick là gì nhỉ? Em là Thiện Lan Xứ Mường. Thiện Lan Xứ Mường đây. Vâng ạ. À, có kênh YouTube Lan Xứ Mường này đúng không? Vâng, vâng. Kênh cũng tăng trưởng kinh khủng lắm. Nhiều người cũng ngưỡng mộ các bạn lắm đấy. Vườn mình đã mở được bao lâu rồi em nhỉ? Được 2 năm rồi anh ạ. 2 năm. 2 năm mà. Đấy, đây nha các bạn thấy là đối với lan có thể nói là không gì là không thể cả. Tôi đến đây tôi thấy là để đi được vào đây là nó đường xá thì tất nhiên là đường bê tông thôi, nhưng mà cũng là khó đi chứ không phải là dễ đi đâu. Mà vào nó là hẳn một cái khu, nó là biệt lập ở trong đồi, trong rừng này. Đấy, nhưng mà hiện lên một cái gọi là một cái khu như kiểu là trang trại lan rất là hoành tráng. Áng áng chừng tôi nhìn đất thì rộng lắm, nhưng mà tôi nhìn cái diện tích giàn chắc cỡ đâu đó khoảng 1.000 m² à. Đấy. Và nhiều khi ví dụ như đầu tư cứ phải là gần phố gần nọ. Đấy. Đang quay thì nó bị điện thoại nó cắt ngang các bạn ạ. Đấy. Ở đây thì trong đồi núi nhưng mà có một cái vườn lan như này phải nói là hiệu quả làm kinh tế thì rất là tuyệt vời. Đây là có một cái chậu phú thọ này, phú thọ mới nở một mầm gốc to và một cái bé, một hai ki trên thân, hai bông hoa. Đấy, nhìn cũng gọi là cũng đủ tiêu chí cho những người nào mà mới sưu tầm thích hoa chính chủ thôi. Như chậu này bao tiền em? Chậu em bán 24.500. 24.500. Bán rồi. Bán rồi à? À. Khách đã chốt rồi đấy. À. Đây hôm nay có phú thọ với yên thủy nở. À, yên thủy nở. Thủy cấu rồi. Kia thấy, còn cây kia đây. Anh đây còn cây thay. Với lại cây sơn này. Đây cũng yên thủy à? Vâng, yên thủy vườn nở hoa. À, có hoa trong, nếu vẫn còn nụ tiếp này. Vẫn nụ tiếp. Ừ. Như chậu này bao tiền? Chậu hơn 300. Hơn 300 triệu. Nó phải dài mét rồi. Bây giờ xây đẹp là hơn 3 triệu xét. Ủa. Trơn. Đây à? Vâng. Yên thủy. Yên thủy với cái bang là một đúng không? Vâng, theo như các anh đi trước thì em thấy bảo là một. À. Đấy, chậu này đang có hai bông hoa, hai mầm gốc, một ki. Chậu đấy của em mới lấy về. Mới lấy về à? Vâng, mới lấy về bên Tư Quang. Ờ. Cây nó chưa phục hồi đúng không? Vâng, vừa lấy một quang. Đây là những cái gì? Thì HO. HO. Phú Thọ. Vâng. HO với Phú Thọ. Đây là HO. HO. Dĩn như này bây giờ bao tiền? Năm nay em chưa xuất. Chưa xuất à? Em đang trồng hết lại. Trồng hết lại. Giống đã. Ờ. Em chuẩn bị mở toàn kiếm toàn kiếm tiền to chứ còn không bán tiền bé đúng không? Bán lúa non hay không? Bán lúa non là ít quá. Phú Thọ đúng không? Vâng, Phú Thọ. Nhiều Phú Thọ HO lắm các bạn ạ. Này thì sang năm thì bạt ngàn. Bạt ngàn luôn. Văn Sơn. Đấy là mít Văn Sơn, đây hoa mít Văn Sơn này. Ờ, mít Văn Sơn đây. Mít Văn Sơn thì thấy bảo bây giờ nó cũng không còn nhiều mà đúng không? Vâng, vâng. Trang hoa này, mít Văn Sơn này. Đây là đây. À. Mít Văn Sơn. Đấy. Lá này, thân lá đây. Lá đấy là mít ngay. Trong Hòa Bình cũng có nhiều loại mít mà đúng không? Nhiều lắm. Nhiều. Thân thủ Hòa Bình rất nhiều. Đây là F30 Lộc Bình đây. Vâng. Đấy. Từ cái xô em thay sang cái chậu. Ừ. Đấy, nhìn cái chậu rất là đẹp các bạn. Nhìn cái chậu này là kiểu ý đồ là chơi thành chậu to. Chậu to khủng đây. Dự tính hôm nay to hơn năm ngoái. Ví dụ bây giờ ki như này thì bao tiền? Ki thì nó chỉ tầm 3 triệu 4 triệu một ki, tùy ki to ki nhỏ. À đây ạ. À.
Lúc mà mới ra mắt thì nó đắt hơn đúng không? Vâng. Cái nó hiếm. Ừ. Nó rất là hiếm. Bây giờ là mình bắt đầu làm kia rồi. Bây giờ mình bắt đầu làm được kia rồi. Bây giờ. Chậu Hồng Yên Thủy này cũng đẹp này. Vâng, chậu đúng được kia này. Kia. Chậu Hồng hôm rồi em trúng số đấy. 1, 2. À, đây cũng Hồng Yên Thủy. Đây là chậu Hồng mới sổ ngay đây. À, mới sổ. Hồng ba anh em. Ba em anh chứ. Ba anh em là có nghĩa là mấy anh em chung nhau. Ừ. Mới sổ, mặt hoa nó đâu? Anh xem nhờ đi. Thân này nó có dấu hiệu top nhỉ? Cái mầm lỡ này. Thằng chậu ngày xưa của đem trồng ở 3-4 cây một đấy. Ừ. Ba cái chậu mấy cây kia không trúng. Ừ. Thằng chuyển ra trồng lại được phục hồi lại cây. Có cây này nở hoa thì là ấy là em... Chuyển ra đây. À. Nên là bọn em chưa chích, chưa kích kia. Ừ. Tết nguyên hoa đây. Hoa hôm vừa rồi nở đây cái video. À. Cây cả cây luôn. Yeah. Ừ. Thế anh tưởng là cái chậu này em bán rồi mà. Em chưa bán nữa. Yeah. Trong có hôm mà thấy livestream kêu bảo bán bao nhiêu triệu ấy. Livestream mới không, đấy là mấy anh em mới vào giả 700 thì em không bán. À. Em để nhân giống. Yeah. Không em có cái chậu gì mà bảo là bán 18 triệu gì ấy. À, chậu đấy thì bán rồi, bán tít ở trong à. Lâm Đồng rồi. Lâm Đồng. Mới nở em bán luôn. À. Cây này là cây nở trước. À. Cái này giá 700 triệu rồi. Vâng. Tiền để đâu cho hết các bạn. Tất nhiên nói thế thôi, để sổ được một sẽ sổ được một bông hồng cũng không hề đơn giản. Ở trong huyện Tân Lạc cho một em. Ờ, kéo ở Tân Lạc này cũng. Yeah. Không phải ai cũng là người trúng đầu tiên. Có nhiều người cả đời vụ chơi lan khi trúng cái nào. Đúng rồi. Thì chứng tỏ là có duyên. Chứng tỏ là tên là Lộc là được đấy. Hello à? Vâng, chồng này cũng nhiều kỳ. Chồng này thì nếu bây giờ mà tính thành đạn, bao đạn? 120 triệu khách chốt thì cũng bảo đấy. À. 1 2 3 4 5 6 7 kg. Những cái chậu có những 89. Cái đấy thì được cái mầm gốc. Mầm gốc. Chậu này đã đấy. Hôm qua thì bọn em vừa bán chậu to, hôm qua có chậu to. Yeah. Hôm qua bán chậu gần 3 mét. Yeah. Cũng đang nụ. Căn bản là năm nay cứ đang nụ, đang nụ là bán được luôn này. Và người săn những chậu đang nụ. To này có làm nụ. Đúng rồi. Chỗ này đang có 4 mầm gốc à? 4 mầm gốc. Phải. À, cái chỗ này hôm trước em chụp ảnh cho anh đấy đúng không? Vâng, chỗ này hôm trước em chụp đấy. Tưởng là ít tí anh mới cố được cái giá đấy, không đủ sức. Ồ. Còn bên kia là ươm kia gì ấy? Đấy, thôi thì ngắm cái chỗ này, ngắm đi ngắm lại nó cũng thế các bạn. Đây là gì? Phú Thọ. Phú Thọ à? Có chậu đại tướng nào không? Không. Không có. Đây cũng Phú Thọ à? Vâng. Phú Thọ của em nhiều. Nhiều Phú Thọ bán à? Nhiều, bán mấy trăm chậu. Ờ. Cứ làm ra hoa là bán hết. Hoa nhiều. Vâng. À, 3 mầm gốc đã đời luôn. Cái này mới hết hoa rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ. Em sưu tầm chậu tổng khoảng 15 cm thì nhiều. Ừ, đúng rồi. 15-20 cm mà làm được nụ, được hoa, được phi thì nhiều. Còn những cái chậu khoảng 5-60 cm. Những cái chậu nhỏ nhỏ mà có nụ hoa đâu? Phát hết rồi à? Cả một lô, mấy chậu nụ phát. Lúc là xuất lúc mấy cái chậu kia là xuất phát hết cái nụ. Ờ. Vườn rộng mênh mông các bạn ạ. Đấy kìa, nhìn chậu treo đầy bờ rào kìa. Ô ươm ki. Đây ki gì? Ki hàng thường, thân lá. Hàng thường, thân lá. Nhấp hết ra rồi. Hàng này là hàng kiểu nghi binh như các bạn. Đây là nhấp hết ra chậu, không có chậu này là bài giá thể này là làm chủ yếu là cái gì này?
than, vỏ thông và phân dê mùn dừa. Yeah, trộn với nhau. Trộn lẫn với nhau. Thế có phải xử lý gì trước đó không? Ngâm ạ. Thì em ngâm với lại vôi khoảng 1-2 tháng rồi mới dùng. À. Thì có thể nó sạch, nó không bị chết dễ. Ừ. Đây là cái chậu gì? Chậu ung. Ung to. Ở đây thì môi trường đây, tiểu khí hậu ở đây thì khỏi phải lo gì các bạn ạ. Tại vì nó xung quanh nó là đồi núi, xong nó có bên này có suối đúng không? Có. Đấy, mương nước. Suối rất là mát. Cho nên là nó rất là thoáng mát. Này. Nhìn giống mía chưa các bạn? Những dòng thân to thì thân to sẽ ra sau một chút. Giống giống như mía ấy. Đang sừng. Nhìn xanh ngắt giống như mía luôn. Mít hai bèo. Hai bào các loại. Nếu mà tính tính chậu thì bây giờ có đến chục vạn. Không biết là bao nhiêu bây giờ, em chưa cho ra hết. Chưa biết là cái này sau này còn đang đợi trồng con một thì nhiều lắm. Nếu như trồng con một thì không. Đấy, thế mới bảo rồi, nhìn này phải đến hàng cả chục vạn đấy. Mình phải trồng ra những chậu, ví dụ chậu 4-5 cây. Bởi vì là cũng không có diện tích nữa, mình chỉ trồng được chậu. Chỉ có những giống tốt thì mình mới trồng được chậu một cây thôi. Đúng rồi. Bán một cây Phú Thọ thì bằng bán cả sạp hàng thường nhỉ. Yeah. Nên ra dần dần thì là làm ạ. Tháng lên tháng 8 thì bán hàng thường lại chứ mà nó được. Thế. Mùa này tầm 8 mùa này vào bây giờ kỳ mới ra chậu, nhưng mà đến tầm độ khoảng tháng 8, tháng 10 á. Ừ. Nó dài nó sẽ rất là béo. Ừ. Nó đều như ngón tay này, kia nhất. Ừ. Buồn rất là mạnh. Đúng rồi. Mới nảy bây giờ mới đang ra chậu. Kiểm tra cái gì của tôi đó. Nói bão. Gió. Đấy, cái việc mà treo là nó bị cái tình trạng đấy các bạn. Nếu mà gió thì nó sẽ va vào nhau. Đó. Thế còn đằng khu bên kia là cái gì? Thân lá cả hàng va. À. Bên này ô này là cũng là một ô hàng va, hàng nuôi. À. À thế còn chỗ này là trưởng thành. Vâng, thế là có tận 3 khu va. Đang bị chuẩn bị mở nốt chỗ này nữa. Thế à? Đang bị làm mấy ô nữa, mấy chuyện này. Khiếp nhỉ. Thế bây giờ cứ nghĩ đến chuyện tiêu tiền rồi gì cũng đau đầu phết nhỉ. À. À, Đế Hoàng 28 ấy hả? Như chậu này bây giờ nếu mà ai muốn mua cả chậu này thì bao tiền? Kiểu làm giống ấy. Chưa bán. Chưa bán à? 60 triệu. 60 triệu. Tầm đấy à? Vâng, tầm đấy. Nếu mà ví dụ kỳ nữ hoàng bây giờ thì bao tiền? 5-6 triệu kỳ. Kỳ bé gần 4 triệu. Yeah. Nhưng mà đây là bông không đạt, bông trong kia thì nó trắng đúng như năm trắng Phú Thọ luôn. Nếu là sang ngày thứ 3. Kép cái này thân thủ ghê nhỉ? Cửu long gần giá nhỉ? À, bên đàn kia có bông mới nở căng. Mà nhiều nhỉ, nhiều quá nhiều các bạn ạ. Nhưng mà tôi thì... mũi trắng à? Mà cựa có trắng không? Hơi một chút. Hơi hồng à? Cũng được, không lại được. Nữ hoàng 28 à? Vâng, 28. Đây dãy này 28, hai dãy này 28 bên kia hồi hướng Yên Thủy. Bên đây Yên Thủy, đây Phú Thọ, bên kia. Kiểu Văn Sơn. Yeah. Bên trong đây là Nữ Hoàng nữa. Ông Yên Thủy. Đây, hết dãy này là kia Yên Thủy. À, mới trồng cái này, mới trồng à? Đây này là hàng trồng để nuôi. Phải nuôi. Nhưng nếu mà bán thì cái kia như này bây giờ bao tiền? Nó chỉ cần hơn 20 triệu. Yeah. 25, 27 triệu. Hồng Yên Thủy. Có cây đàn hụ. Ừ. Cây này cũng bán rồi, có khách bán, anh đang gửi về vườn. À. Đấy. Cái này kỳ đẹp nhỉ. Cần kỳ thì đạt nhất.
nhưng mà lại không có nụ đúng không? Vâng. Nó mà có nụ thì lại... Tôi đến năm ngoái của em nụ của anh Hằng nữa. À thế à, mua lấy sơn. Còn kỳ bé tí. Ừ. Từ khi ươm. Từ khi ươm. Từ khi ươm. Nhỏ xíu như kiểu... Lấy sớm này. Ê, sau một năm thì lãi to nhỉ? Vâng. Lúc lấy thì nó cũng chỉ như bọn này thôi. Chỉ như bọn này thôi. Như thế này á? Vâng. Lấy... mua kỳ bé như này. Vâng. Đấy mà... Bắt đầu từ tầm này là đi mua kỳ này. Sau một năm là nó ra như này. Nó được... Được một cái thân dài này và đã làm ra đống ki lên được 3 mầm gốc. Đấy. Ôi thế thì cái du như chậu này bây giờ cũng phải tầm bao tiền? Chậu đấy thì bây giờ 4 triệu sen bán cũng được. Ừ. Nhiều khi mà nhân bao nhiêu sen? 80 sen. 8432 à? 320 triệu. Sau một năm. Nhất. Ừ. Nhiều kỳ, nhiều quá kỳ, nhiều kỳ nhân thân. Kỳ nhiều kỳ. Kỳ thì to phải. Ừ. Thế nên lách đỡ một mầm gốc đấy. À, lách một mầm. Lách một mầm ở đây. Đấy chỗ nuôi keo. Ừ. Ờ. Ừ. Lách đi cho nó lên khỏe, đúng không? Để... Nó dày quá. Để dày quá. Mua một kỳ mà sau một năm lãi 300 triệu các bạn. Đấy. À, trong lúc mà rất nhiều bạn trẻ dám quyết để vào lan thì bây giờ cũng có rất nhiều người ngồi và sợ và chửi và ngồi cầu cho nó sập. Suốt ngày ngồi chờ đợi nó sập. Mà cái câu chuyện là 2 năm nữa nó sập ấy, thì tôi đã quay video đã làm về cách đây 5 năm rồi. Lúc đấy mọi người cũng bảo là 2 năm nữa nó sập thôi. Vâng. Mà đến giờ là 2020 thì nó bây giờ vẫn mọi người đang tiếp tục bảo là 2 năm nữa sập. Vâng. Thì tôi cũng không biết là 2 năm nữa nó có sập hay không. Đấy, rất có thể là 2 năm nữa nó sập. Nhưng mà tại sao khi mà người ta có thể quyết đoán để làm kinh tế được thì mình lại cứ ngồi để mong nó sập. Đấy, mà mình không dám đứng ra để làm. Thì bây giờ có những người ấy thì nói bảo là không có vốn. Nhưng mà thực ra đấy như ví dụ như Lộc với cả vừa mới nói kia. Thì có một cái kỳ năm ngoái mua một cái kỳ nhỏ xíu đấy thì cũng đâu bao nhiêu tiền đâu. Đúng không? Một vài chục là cùng. Thế mà sau một năm bây giờ nó ra hơn 300. Thì lúc đấy có phải là nếu mà ví dụ bây giờ chấp nhận vào một cái kỳ thì sau 1-2 năm có phải là nó cũng sẽ có một cái chậu to và một cái nguồn vốn tốt không? Nó câu chuyện là làm lan này nó không khác gì cái câu chuyện là phẫu thuật thẩm mỹ các bạn. Tôi cũng nói mấy lần về chuyện này rồi. Tức là có rất nhiều người ấy thì nói là chửi những người mà đi phẫu thuật thẩm mỹ là nâng mũi rồi nâng cằm rồi chỉnh cằm này, nâng mi nâng miếc các thứ ấy, đại khái thế. Là nó không thế nọ không thế kia, là nó không còn đẹp tự nhiên rồi nó kia thứ. Nhưng mà trong khi mọi người đang tranh luận ấy, thì những cái người mà người ta nâng đấy, người ta trở thành hoa hậu rất đẹp rồi. Thì giống như Lan cũng thế. Trong lúc mà mọi người đang bàn luận là mong chờ bao giờ nó chết thì người ta đã kiếm được rất nhiều tiền đấy. Tôi nói như thế không có nghĩa là tôi khuyến cáo các bạn là nên mua, nên đầu tư vào Lan. Bởi vì đầu tư vào Lan nhỡ đâu đúng như lời các bạn dự đoán là 2 năm nữa nó sập, các bạn lại quay ra các bạn đào nhà tôi lên các bạn chửi thì cũng chết đấy. Nhưng mà nguyên lý là không có cái gì làm mà không có rủi ro cả. Đấy, làm cái gì cũng phải rủi ro. Đấy, và chỉ có sự quyết đoán mới có thể dẫn đến một là thành công, hai là thất bại thôi. Chẳng con đường thứ ba. Đấy. Chơi ai cũng cản. Cái này mầm gốc nó dã man nhỉ? Cái này cái gì? Cửu long. À, cửu long à? Nhưng mà cái cửu long này sau mình thấy có cái mặt hoa mà nó trên mạng, nó lưu truyền trên mạng cái mặt hoa nó đẹp thế, mà đến lúc mà các nhà nở lại có một bông em nở xấu đẹp mà. Nở cái bông nở nó trên mạng nó cái viền rồi, cánh rồi các thứ của nó nhìn một đẹp hoa, tuyệt vời luôn. Đây là đúng rồi, đây là hàng gì này? Mít à? Vâng. Mít Văn Sơn à? Không, mít Phong Vũ. À, mít Phong Vũ PV này. Đây bên này còn nhiều nữa các bạn này.
Ui. Lượn lờ sang bên này tí thôi đấy, các bạn còn đang tiếp tục làm ngoài kia. Tiếp tục làm ngoài kia. Wow. Đấy, đây, các bạn thấy không? Hoàn toàn nó lọt thỏm trong một cái thung lũng ở xung quanh là núi nhá. Nhà này làm sao mà cái thế chỗ này mà không phát vượng nữa còn thôi. Ngồi giữ cái ngai vàng. Mày ông này ông chọn vị trí khiếp khủng. Mà ông à, chú này chào. Ông gì nhỉ? Chào các bạn. Vi Hoa Lan này. Ừ. Đấy là rồi em ấy từ hôm qua. À. Cái này chọn bán online rồi. Khiếp khủng nhỉ. Ờ, cũng va luôn. Đây, vào lướt một tí, bên này cũng chuồng cọp nữa này các bạn này. Đây cũng nữ hoàng 28 à. Bông đẹp hơn. Các loại va. Các loại dàn. Thân thủ này, thân này to như con tay cái này, đây cái này kia này, đống kia một đây, kỳ nằm nhất đây, ừ. Có long quang có thể là lên tới kia, cái này là giống gì? Mít đông lai, à mít đông lai đấy, kiểu nó là chở bầu, đông lai con này là siêu bầu đấy, à siêu rất tròn. Ủa? Cũng là mít đông lai đấy hả? Cửu long, à cửu long cao phong đấy hả? Như chậu này giờ bao tiền? Chắc nó khoảng 18 triệu. 18 triệu trong này. Ui rồi cái mầm gốc đây. Mầm gốc này tầm khoảng 4 hơn 40 sen, 45 sen này. Khiếp khủng. Dã man thật đấy. Cái mầm gốc. Ngày xưa mình có cái giống cửu long cao phong mà bây giờ chả hiểu nó đâu mất. Không bán à? Không bán. Cây không bán. Ho. À. Mít siêu đẹp à? Mít gì? À, mít đồng xu á. Đây toàn HO các loại này các bạn này. Đấy. Hiểu vô biên cương. Hiểu vô biên cương luôn. Đây là không bán này. Không bán. Đây toàn bộ không bán, nhiều anh em đến hỏi quá đây anh có thể à, ghi vào đây à, toàn ghi không bán thôi. Để anh em vào có thể để đỡ hỏi đúng không? Hỏi. Đấy, không bán hết. Thế mới bảo là à, làm ra có kịp mà giống để mà không, chia sẻ đâu. Không dám bán. Không dám bán luôn. Bán là nếu bán chắc một trong vòng một tuần hết sạch vườn nhỉ. Chắc chắn hết vườn này. À. Bởi vì năm nay lượng người chơi tăng quá nhiều. Đây à. Mitsu đây à. To nhỉ. Cho anh thân gà kỷ niệm mang về. Nó nói được làm được nha. Em đây, có phải chủ kì đâu. Thế thế là đừng đừng nói thay người khác. Mít em công nhận cái bộ lá này nó tròn thật đấy nhá. Nhưng mà nói thật các bạn nhá, nhiều bạn mà nếu mà chỉ chụp nguyên cái lá ngọn ấy thì nó cũng không bao giờ tròn được cả. Đấy, nguyên lý là thế. Như sáng hôm vừa rồi tôi có chụp một cái lá ở đầu ngọn ấy của một cái cây mít. Thế xong rồi chụp lên có mấy ông nhảy vào kêu là coi như vãi mít thế này mà gọi là mít nọ kia thứ, nhưng mà riêng trên cái đầu ngọn này làm sao mà nó tròn được, nó phải nó phải đoạn gốc thì bắt đầu nó tròn dưới nó tròn, xong rồi trên nó bắt đầu nó dài ra chứ nó có phải đâu. Mà thực ra tôi nói thật các bạn là trong tự nhiên ấy, cái cây mít chúng ta ăn ấy, ba cây nó cũng trên một cây nó cũng có nhiều kiểu lá khác nhau chứ đâu phải là cứ tròn vo thế đâu. Thôi lượn lờ tí cũng dài quá rồi, máy nóng hết cả lên rồi. Đấy, đi lượn lờ tí phải về đây không có muộn quá. Nhà này công nhận không biết là thầy nào xem phong thủy hay là vô tình mua được miếng đất này. Miếng đất này để phát lan đấy. Nhà này phát triển lan. Nhưng mà trên kia có phải của mình không? Trên kia của Mạnh vậy. Đây. À của Mạnh đấy. Trời ơi. Ôi rồi, cái ông này. Ông này thì chỗ này đỉnh rồi. Ông này đỉnh rồi. Cái thế quá đẹp luôn.
cái thế quá đẹp luôn, nó gọi là đúng như ngồi, em nhìn thấy chưa, hai cái tay như của cái vai em ngồi ở đây em dựa vào, cái khác là em ngồi trên cái ngai, quá đẹp luôn. Hôm nay thì bán làm nhiều tiền thế. Không, đấy là có thể là vô tình hoặc là có người chỉ cho, nhưng mà thực sự cái thế, cái phong thủy quá đẹp. Ồ, thầy đang làm gì này, kỹ thuật viên đang làm gì này? Trồng mới kỹ HO mới cắt này. À, trồng HO. Đây là giá thể chủ yếu là mỏ thông, thông khí dê ở trên để cho nó đỡ bị ảnh hưởng cái rễ mới tách thôi. Đây lách Adam cả khi là lách khi đấy. Này thì sắp sửa thành đại công trường ở đây rồi. Wow. Đây là cây gì này? À, nữ hoàng, cái cây này hình như nở đẹp hơn này đúng không? Không to lắm. Nữ hoàng 28. Nữ hoàng 28. Đây mày bông. Con này là con thân này đúng không? Bông người ạ. Không, con này gì? Con này cũng mang cái con to con bao nhiêu? Con này con gì đấy? Nữ hoàng 28. Bông 28 lên bao nhiêu đâu? Đống kỳ. Đống kỳ rồi, đống kỳ các bạn. Này đang có tiếp tục nụ. 28 lên 31 rồi. Ờ, trên kia là vừa. Bán thì to như cổ dại thế, không bán gì. Bán đắt bằng Phú Thọ. Rồi đây địa chỉ là chính xác là gì em nhỉ? Đông Lai tên là Xóm Bãi Trang 2. Xóm Bãi Trang 2. Đông Lai tên là Hòa Bình. Đấy. Các bạn nếu mà muốn giao lưu thì liên hệ với nick Facebook một cái là Lộc Vịt này. Của bạn là gì? Nick là gì nhỉ? Là nick Facebook em là Thiện Lan Xứ Mường. Thiện Lan Xứ Mường. À, hoặc là vào YouTube gõ cái kênh là Lan Xứ Mường là sẽ ra. Đấy, đây có rất nhiều người đang trồng lan này. Giá thể xử lý các thứ này. À. Trên này là gì? Có sập không anh? Không, anh thoải mái. Anh thoải mái luôn. Đấy, ai? À, nhưng mà cụt ngọn rồi, tưởng không nó đâm thủng dàn. Dã man luôn, thần thủ. Đây để sẵn sàng vào kỳ các bạn. Rất nhiều. Nano bạc. Đây là chống phun phòng để chống thối này. Cái này thường em phun theo liều như nào? Dạ, em thường phun 6 đến 10 ml trên 1 lít nước. 6 đến 10 ml trên 1 lít rưỡi nước. Thường em cho 10 ml đó. À. Bọn em phun thì em đổi thuốc liên tục. Ừ. Để sao nó đổi thuốc. Đấy, các bạn thấy không? Ở dưới này có cái mương nước này. Nên nó rất là mát. Đấy. Ừ. Bông này to nhỉ? Cái nó hơi bị nhưng mà bây giờ nó không căng nhỉ. Đấy, như cái bông này đạt luôn. Cái bông này khá là đạt, nhưng mà là cái giai đoạn này cánh nó không được bay lắm đúng không? Nếu nó bay thì nó đẹp hơn, chiều hơn. Căng thì đấy, tại vì ở trên mạng thì mấy cái ảnh mà cây cửu long thì rất là đẹp, nhưng mà tôi thấy nhiều nhà nở lại xấu òm. Bông này phải mất thời gian để chụp. Chụp dinh săn cả buổi sáng thì mới chụp được bức ảnh nha. Đấy. Như chậu này bao tiền? Chậu giờ khoảng 15 triệu chậu này. Cửu long cao phong. Có cả kỳ mầm gốc. Cả kỳ mầm gốc này đang đua như trong uống này. Cửu long khó làm kỳ nhất. Nha. Yeah. Vâng. Có tay. Đây. Đấy, mầm mít online. Mít online. Kỳ năm một. Mít online đấy. Chưa kỳ. Con mẹ nó rất là đẹp. Wow, 4 giờ kém rồi. Ok, thôi cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Chúc các bạn luôn luôn có được sức khỏe, niềm vui. Nếu các bạn mà có đi qua Đông Lai, Tân Lạc, Hòa Bình thì có thể ghé thăm vườn của các bạn trẻ ở đây, gồm có Lộc Vịt này, rồi Thiện Lan Xứ Mường này, rồi gì đó.
Hoặc là nếu mà ấy thì vào gõ vào Google Maps gõ vườn lan Nguyễn Xuân Mạnh. Xong rồi bấm chỉ đường cái là nó sẽ chỉ vào đến tận cửa. Đấy, cảm ơn các bạn.